channel. Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn bộ bút lông màu Doraemon. Đây chính là một cái bút màu của mình các bạn. Nha, chúng ta cùng mở xem nào. Chúng ta thử đếm coi chúng ta có mấy màu nhé. 1 2 3 Mười một, mười hai,
Như vậy mình đã tô xong frico là